Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, ba tây tháng 2 năm 2018. Chương trình Kha Dân Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình Kha Dân Trí vào ngày thứ bảy, ba tây tháng 2 năm 2018, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc chế Địt Mẹ Thằng Chó Đẻ Hồ Chí Minh Uống Máu Kinh. Cái thứ khốn nạn ai cướp ai cái máu què, cái giống cho dài chú trong hang sâu khi xưa ban nước luôn gần em chưa mình chiến nghi thôi gây bao đau thương tăng tóc cho người nước Nam. Cái giống súc vật, cái giống quái thú ác độc, cái giống cho dài nhưng râu dần dần như điên. Tên muốn xung cung nhưng sống trong túi cung thôi, nghe tên xung cung nhưng sống ngay trong cái quần. Mi nằm kia ngay trong tháng nhân dân, mi nằm kia đang uống máu nhân dân, mi chìm sâu sâu nơi ngã ba đời. Bao ngày qua mi trong quần dân, bao năm tháng qua nghe người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời sống trong tử cung của mình. Nghe lời dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời khi mình sống trong cái quần. Địt mẹ mày chí minh hồ ly dân tô, địt mẹ mày chí minh hồ ly dân manh, địt mẹ thằng chí minh hại nhân dân tao, địt mẹ thằng chí minh trong quần đàn bà. Cái thứ khốn nạn ai cuốc ai cái máu què, cái giống cho dài chui trong hang sâu khi xưa ban nước buôn dần tên chi minh chiến mi thôi gây bao đau thương tăng tóc cho người nước Nam. Cái giống súc vật, cái giống quái thú ác độc, cái giống cho dài nhưng râu dần dần như điên. Tên Nguyễn Xuân Cung nhưng sống trong tử cung thôi, nghe tên Xuân Cung nhưng sống ngay trong cái quần. Mi nằm kia ngay trong hang nhân dân, mi nằm kia đang uống máu nhân dân, mi chìm sâu sâu nơi ngã ba đời. Bao ngày qua mi trong quần dân, bao năm tháng qua nghe người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời sống trong tử cung của mình. Nghe lời dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời khi mình sống trong cái quần. Địt mẹ phải thi minh hồ ly dân ô, địt mẹ phải thi minh hồ ly dân mau, địt mẹ phải thi minh hại nhân dân tao, địt mẹ phải thi minh trong quần đàn bà. Nghe người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời sống trong tử cung của mình. Nghe lời dân nói khi mình sống trong cái rồi khi mình sống đời sống trong tử cung của người. Rồi Lisa cảm ơn quý vị và các bạn thân mến. Bản tin mà đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến cho quý vị tức là thầy sư phụ Thích Thông Lai thương dân tộc Việt Nam, cho nên thầy đã lên
và chống đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên bọn chúng đã khốn nạn, đã cho những cái thành phần mất dạy dùng những cái form đó trên Google dấu số để mà gọi vào tất cả những Phật tử của Hòa Thượng của Ngài, để mà vấn đề là kêu bằng đó là giả danh, mượn tiền, mượn bạc, hoặc là nói xấu, rồi bắt đầu là kêu bằng là này kia kia nọ. Cho nên các bạn đừng bao giờ mà các bạn vấn đề là kêu bằng là nghe, và các bạn vấn đề là tin tưởng nha. Bây giờ có người gửi cho Lisa, vấn đề là kêu bằng đó là họ đã làm những cái điều như vậy. Kính thưa quý vị Phật tử, gần đây có một số Phật tử của Thầy đã thông báo có một số kẻ xấu đã dùng cái phone 714-248-7489 để gọi cho Diệu Pháp, gọi cho Diệu Quán, gọi cho Diệu Trung, mạo nhận là Thầy Thích Thông Lai đây con, rồi gọi cho Diệu Trung, tới cho Diệu Trung thì mượn tiền, dạ. Mượn tiền, nói là sư phụ đang kẹt tiền để gửi tiền cho sư phụ. Đại khái là như vậy. Rồi lạm dụng gọi cho những người nữ đó thì có những câu tách không có đúng đắn. Thành ra họ dùng cái phone 714-248-7489 để mạo nhận cái uy tín của thầy để mượn tiền, cũng như là có tư cách phá hoại. Tuy nhiên khi mà những người nữ Phật tử hoặc là gọi lại cái số phone đó thì nó là no service, tức là họ dùng cái computer. Cái phone đang Google sư phụ đó, đang dùng mà đang chuyển những yêu cầu những người nào mà nhận được những cái text message nó không đúng với cái lâu nay quý vị biết sư phụ chưa bao giờ mượn tiền. Sư phụ cũng không bao giờ mà có cái chuyện kêu gọi đừng gì mượn tiền, mà nếu mà sư phụ kẹt tiền đó thì sư phụ sẽ nói với cái ban những cái bo của thầy, người ta sẵn sàng đưa tiền cho thầy, mà hơn nữa thầy còn đi làm, thầy không có thiếu nha. Thầy đang đi làm như vậy nha. Cho nên những cái chuyện này quý vị đừng có bao giờ mà để ý, mà đừng bao giờ bị sập bẫy. Tuy nhiên quý vị chụp lại dùng cái những cái text message đó kèm theo cái số phone để sư phụ sẽ nhờ cái cơ quan FBI điều tra. Thật ra nó có dùng computer nó gọi đi nữa đó. Đúng vậy. Thì sư phụ vẫn FBI vẫn tìm ra được cái ID của cái computer. Chính xác. Thành đây cái thông báo này, sư phụ livestream này để cho biết rằng một số kẻ xấu họ đang lợi dụng uy tín của sư phụ để mà mượn tiền. Cái thứ hai là text message cho những người nữ để làm những cái chuyện mà nó không đúng với cái giới luật của Phật. Tuy nhiên cái chuyện đó là cái chuyện tầm thường thôi, tại vì sư phụ đánh Việt Cộng quá mà. Đúng vậy, sư phụ đánh mạnh quá thì nó hèn hạ như vậy đó. Cho nên sư phụ yên tâm, mọi người sẽ theo sư phụ. Và bây giờ Lisa đã cho các bạn biết, sau khi mà thằng đảng đỉ Cộng sản nó ăn mừng Tết Mậu Thân thì người Việt ở hải ngoại đã cầm cờ và liên tục. Vấn đề là các bạn thấy một đường cờ vàng không có cờ máu khác, cờ đỏ. Tại sao mà nó lại ăn mừng cái Tết Mậu Thân? Rõ ràng trên toàn thế giới, các bạn trẻ ở Việt Nam biết rằng cái năm 1968 là nó đã chết trên 100.000 những thằng mà bộ đội Bắc Việt, tức là những người mà đã bị thằng Hồ Chó Đẻ kêu vào miền Nam để tổng tấn công, đã thất bại, bị đánh giặc ra. Chứ nếu nó chiến thắng là nó đã lấy miền Nam Việt Nam, nó cướp miền Nam Việt Nam từ năm 1968, chứ không đợi tới năm 1975 đâu. Tại sao mà năm 1978 Lê Duẩn không ăn mừng Tết Mậu Thân? Đến năm 88 cũng không thèm nhắc tới. Tới năm 98 cũng đéo thèm nhắc tới. Nhưng mà đặc biệt chỉ có năm nay là năm 2018 thì phe Tàu Cộng tình báo qua Nam Trọng Lũ lại giả bộ cho ăn mừng và đổi trắng thành đen cho đây là cái cuộc mà chiến thắng. Nó tráo trở như vậy đó các bạn. Thằng Hồ Chí Minh nó ở bên Tàu Cộng, nó kêu cái khẩu hiệu là tổng tấn công 1968 đã thất bại hoàn toàn. Cũng chính vì cái sự thất bại năm Mậu Thân 1968
và thảm sát giết những cái người dân vô tội như vậy. Đã thằng Hồ Chí Minh từ bên Tàu về, Lê Duẩn đã âm thầm lột hết những chức vụ của thằng này. Nó tức quá cho nên nó phải nằm liệt ra để nó bệnh, để mà nó chết năm sau là năm 1969 vào ngày 2 tháng 9. Các bạn phải nên nhớ lịch sử như vậy. Cái căn nhà mà của thằng Trần Văn Lai là thằng Năm Lai, nó đã ở ngoài quê, nó là Thái Bình. Lê Duẩn đã đéo thèm truy danh hiệu con mẹ gì hết. Đã đi gia đình của thằng chó đẻ Trần Văn Lai tự Năm Lai này cho đến suốt cuộc đời chết luôn. Và cái danh hiệu mà Lê Duẩn mà trao tặng chỉ là trao tặng cho lực lượng anh hùng vũ trang, chứ không có kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, hạng nhì con mẹ gì cả. Tức là những thành phần mà biệt động Sài Gòn, Lê Duẩn chỉ có tặng cho mày là anh hùng lực lượng vũ trang mà thôi, chứ đéo có ghi câm con mẹ gì cả. Bởi vì thằng Trần Văn Lai này năm 1965 là đã 43 tuổi và đã gian díu vào trong chiến khu, thì đéo cái con Đặng Thị Thiệp, mà con Đặng Thị Thiệp mới có 14 tuổi đời. 14 tuổi đời đã lồi con ra và chánh thức ở với nhau năm 17 tuổi. Các bạn thấy người cộng sản nó khốn nạn như vậy đó. Vinh hạnh cái đéo gì mà tụi bay đem lên, tụi bay tuyên truyền, tụi bay muốn tao khui ra không? Tao khui hết cho toàn dân người ta biết được. Sở dĩ mà nó muốn quay lại để mà nó nói cái trận Mậu Thân như vậy, bởi vì nó nhận được những cái tình báo là người ở trong miền Nam, phe mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam đang bất mãn với thằng chó đẻ Trọng Lúc. Cho nên tình báo qua Nam nó mới giả bộ nó đi vào để mà nó bưng bít, để mà nó vỗ tay, nó quay lại để nó ca ngợi những cái người này, để tiếp tục âm thầm lặng lẽ mà chịu đựng cho tình báo qua Nam nó thôn tính cả nước Việt Nam, chứ chả có cái đéo mẹ gì cả. Các bạn suy nghĩ như vậy, các bạn nhớ như vậy. Và vô tình cái hành động mà nó ca ngợi Mậu Thân này lại cho thế giới thấy rõ được bản chất khủng bố của Đảng Cộng sản. Ở trong miền Nam Việt Nam lúc đó ký hiệp định, người ta có một chính quyền hẳn hồi. Vậy thì anh đào một cái đường hầm để mà anh chứa 2 tấn vũ khí. Tưởng gì vũ khí toàn là của Nga và của Tàu để mà sát hại, thảm sát người dân miền Nam Việt Nam, thì anh mang cái tội gì? Và rõ ràng là đã thảm sát 6.000 người dân ở ngoài quê vô tội và bắn vào bàn thờ của những người dân tại miền Nam Việt Nam. Chứ có ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nào bị chết? Rất là nhỏ. Nếu bị chết thì làm sao đánh bật cái lũ cộng sản giết hơn 100.000 người cộng sản Bắc Việt? Các bạn suy nghĩ như vậy đi. Lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh bật ra khỏi thành phố chỉ có trong vòng mùng 3 Tết là lấy lại được toàn bộ. Nó vừa tổng tấn công vào đêm 30 là bắt đầu là lực lượng của vấn đề là kêu bằng ở là Việt Nam Cộng Hòa đáp trả lại ngay tức khắc. Và bắt đầu bố ráp để mà bắn, thậm chí tìm được cái căn nhà của thằng Năm Lai này, bắn súng xả vào, bắn 2 thằng mà lái chiếc xe mà chở vũ khí nằm ở giữa đường để cho những cái thành phần mà ở trong rừng của quân bộ đội Bắc Việt đi ra cầm vũ khí để tấn công như con thiêu thân. Cứ việc tràn vô lãnh sự quán Mỹ là bị Việt Nam Cộng Hòa téo đùng đùng, tao nói chết như rạ. Trên 100.000 quân cộng sản Bắc Việt ngơ ngác như là con nai tơ đi vào thành phố bị chết sạch sẽ. Chính vì cái sự thất bại của trận Mậu Thân mà Hồ Chí Minh bị lột hoàn toàn chức vụ, bị đì. Và thằng Võ Nguyên Giáp cũng bị đì và người ta đặt cho cái biệt hiệu là ông tướng nướng quân. Các bạn phải nên nhớ lịch sử như vậy. Cho nên trong cái thời buổi dầu sôi lửa bỏng, thanh trừng lẫn nhau, kinh tế kiệt quệ, giặc Tàu chuẩn bị thôn tính nước Việt Nam, thì nó lại đem những cái tàm xí đú này ra để nó làm cái gì? Cái chiêu trò chính trị là cái gì? Là Mỹ toàn dân tộc Việt Nam. Các bạn nên nhớ như vậy. Mày hay quá, mày là bước ngoặt lịch sử để mà mày giải phóng.
mày bảo vệ quê hương thì bây giờ thằng Mỹ đó nó đâu có thèm lấy một cái mảnh đất nào, một tấc đất nào. Vậy thì thằng Tàu vào mua đất xây những cái căn cứ Vũng Áng rồi Formosa rồi Bô Xít đâu kia, sao những thằng biệt động tụi bay không nào lên đi, toàn dân Việt Nam nhào lên làm biệt động đi, đào hầm để vũ khí để mà đập chết mẹ những cái hãng xưởng của Tàu cộng đi, dám không, dám làm không? Các bạn thấy rõ ràng đây là một âm mưu chính trị chứ hả các mày. Tụi bay thì lại lục Mỹ, tụi bay xin Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận để tụi bay cứu nguy cái nền kinh tế. Người ta cũng tưởng tụi bay thật lòng người ta bỏ lệnh cấm vận. Rốt cuộc bây giờ tụi bay bắt đầu là đào lại những cái sự mà vấn đề là hận thù để tụi bay theo thằng tình báo qua Nam, tụi bay ca ngợi những cái sự mà đánh Mỹ, giết những người Mỹ ở Việt Nam. Cho nên tức tốc đáp trả lại là thực phẩm của Việt Nam đã bị Mỹ từ chối vào đây. Và cho nên là bộ chính trị đang ngơ ngác bởi vì hơn 1.000 công ty Việt Nam đã rớt khỏi danh sách được xuất hàng vào Mỹ. Các bạn thấy rõ ràng. Tao nói tụi bay rồi. Đây có thể là một cái sự vui mừng của tình báo Hoa Nam. Nhưng mà toàn dân tộc Việt Nam bị ảnh hưởng. Hàng hóa của các bạn sẽ không vào Mỹ được nữa. Nhưng mà tình báo Hoa Nam thì nó vỗ tay, nó vui mừng. Bởi vì tình báo Hoa Nam nó muốn như vậy. Nó muốn cho vấn đề là nó thọc gậy cho phe của thằng Trọng Lũ phải lên trên đài truyền hình, phải ca ngợi chiến thắng đánh Mỹ, giết Mỹ. Để mà vấn đề là làm cho Mỹ nó tức tối. 1.000 những mặt phẩm của Việt Nam sẽ không được vào thị trường của Hoa Kỳ nữa. Mà nếu có vào thì sẽ áp dụng cái thuế để mà phạt và kiểm tra rất là gắt gao. Tao cho tụi bay ăn mừng đó, toàn dân Việt Nam các bạn có nghe nó nữa không? Có ăn mừng không? Có ăn mừng không? Cho nên các bạn phải nên nhớ như vậy nha. Một cái tin cho chị biết là Hàn Quốc đã tặng cho dân tộc Việt Nam trận bão vừa rồi hơn 10.000 tấn gạo. Vậy mà đảng Đĩ đã âm thầm lấy gạo này để mà bán chở qua bên Tàu Cộng để trả nợ sạch sẽ. Các bạn thấy cái sự khốn nạn nó là như vậy. Cái khốn nạn là nó như vậy. Và những lời tiên đoán của Lisa, các bạn ở Việt Nam không tin thì bây giờ ào ào đi mua bảo hiểm. Rốt cuộc rồi bảo hiểm toàn là thành phần con ông cháu cha. Tưởng sao con ta mua bảo hiểm nhân thọ đã rồi thì con ta bị xe đụng chết rồi vô nó không trả tiền. Nó vô hiệu lực rồi. Và lúc còn sống thì nó kêu là đóng tiền cho nhiều vô đi để bảo hiểm chết rồi có 20 triệu. Hoặc là con bà chết có 1 tỷ đồng. Cho nên bây giờ gác làm lụng đi để đem tiền vào để mà đóng bảo hiểm nhân thọ. Ở Việt Nam ùng lo làm cài muốn lồi đầu tóc mượn ra đem tiền vô đóng bảo hiểm nhân thọ. Bây giờ nó phá sản, con bị tai nạn, vừa mới bị tai nạn, mai là bị tai nạn mới tá quả ra lên nó không có đóng phạt đồng bạc nào hết. Nó nói cái này đã bị phá sản rồi, cái công ty nước ngoài của bảo hiểm nhân thọ nó rút đi mẹ nó rồi. Bà la làng mà nó rút đi tại sao đóng tiền cho tôi. Bây giờ nó nói thôi bây giờ mời bà vô phòng để hợp tác đi, chứ giờ không có đóng tiền. Bởi vì cái này nó đổ lỗi hết cho công ty ở nước ngoài rút vốn đi rồi. Cho nên những người nào mua bảo hiểm nhân thọ sức khỏe mau mau dẹp mẹ nó đi, đừng có đưa tiền nữa, mệt lắm, mệt lờ lắm. Các bạn thấy rõ ràng rồi đó đó. Các bạn còn những này là tin tưởng nữa hay không đó? Hàn Quốc viện trợ gạo trên 10 tấn trong vụ bão đem bán cho thằng Tàu. Đồng bằng sông Cửu Long thì Tàu cầm qua mua sạch sẽ lúa gạo. Trong khi đó nó đem gạo cao su qua để cho toàn dân Việt Nam ăn, mua ở trong siêu thị luôn đó nha. À, đấy. À, các bạn nhìn đi, gạo này tôi mua từ siêu thị Cống Quỳnh, rất mát. Mà riêng là gạo nàng hoa tôi mua 5 kg là 80 mấy ngàn đấy. Mà các bạn nhìn nè, nó là gạo nhựa. Đây. Kéo tới đâu là nó ra như thế này, như thế này có gạo nào như thế này không? Mà vẫn còn thơm phức nha, không có bị thiêu bị gì nha. Nhưng mà nó lên là nó như vậy nè. Đó, siêu thị của tao nó bán đó. Thì
các bạn nghĩ cái cách ăn vô thì nó như thế nào? Cốt mát hay siêu thị cốt mát mới mua tối ngày hôm qua. Hồi chưa ăn còn... Các bạn thấy khốn nạn hay không? Một cái điều thê thảm nữa là nền kinh tế Việt Nam đang kiệt quệ. Trong bộ chính trị nó đang họp với nhau, tình báo qua Nam nó họp với nhau phải làm theo cái chỉ thị của thằng Hồ Chí Minh, tức là phải cướp đất, nhưng mà không có cướp như cái trận cải cách ruộng đất ở ngoài miền Bắc, mà âm thầm sẽ cướp đất, cướp nhà của toàn bộ dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam. Cho nên các bạn thấy nó không có làm đồng loạt, nhưng mà bữa nay nó cướp căn nhà này, ngày mai nó cướp căn nhà kia. Tất cả những căn nhà mà có đất cát mà xây khang trang hoặc ông bà để lại, hãy coi chừng nó cướp sạch sẽ. Đây là một cuộc cải cách ruộng đất mà tinh vi trong thế kỷ 21 của thằng Tào Công. Sau khi nghe lời kinh tiếng kệ của chị Lisa thì những công ty của Tàu Cộng làm ăn lỗ lã, cho nên nó rút sạch sẽ tiền bạc cao bay xa chạy. Và bằng chứng cụ thể là chuẩn bị Tết tới nơi mà thảm trạng công nhân Việt Nam đi làm ô tô. Nè, mọi người ơi, vào coi đây là công ty Gò Gan nè. Hả? Chị có ở trên Mỹ Phước 1 này là chỉ có công ty Gò Gan là nó độc nhất vô nhị thôi đó, mọi người nhìn đi. Em nói là đây nha hả? Mọi người nhìn rồi vô like dùm nhiều nha. Tại vì cái công ty này Tết nhất cuối năm nè, nó không có là trả lương gì cho công nhân hết á. Nó bắt công nhân ra ngoài nhà ăn đỡ lấy phiếu lương. Nó lấy phiếu lương mà cũng bắt người ta ngồi đợi. Nè. Mọi người lên. Và các bạn thấy vui không? Thảm trạng của công nhân. Ba sạch cho chị. Thằng này cũng chắc không bao giờ qua Việt Nam lại đâu. Ba sạch để cho đảng đỉ nó bồi thường tiền, tại vì nó có mua bảo hiểm. Lạng hoạn khỏi ba sạch. Thằng chủ Tàu, mấy cái thằng Tàu nó có nhiều thằng nó vô nó liên lạc với Lisa hết trơn rồi. Nó nói mày giả bộ mày lên mày nói là ba sạch của mày, nhưng mà thiệt ra tụi tao đốt để tụi tao lấy tiền của đảng đỉ. Tao nói ừ mày cứ chịu đi, tao chơi với hai ba mặt như vậy, tao chơi nhiều mặt như vậy luôn. Đập cho tụi bay tơi bời qua lát luôn, tụi bay bỏ tật tụi bay vấn đề cái đảng chính trị, cái đảng chó, cái đảng thổ tả, cái đảng ngục của tụi mày, những cái thằng chó đẻ mà đảng viên của tụi bay mở to con mắt tụi bay ra tụi bay nghe đi. Tất cả trong bộ chính trị toàn bộ bây giờ là của thằng Tàu Cộng hết trơn. Những cái công ty làm ăn thua lỗ là do thằng bộ chính trị chuẩn bị quyết định sạch sẽ, tao nói cho tụi bay biết. Kể cả ba của thằng mà vấn đề là Đinh La Thăng chết rồi, Đinh La Thăng xin về thăm cũng đéo cho luôn. Cho nên bây giờ mọi những cái thành phần mà cụ mà vấn đề là kêu bằng chiến binh hoặc là trong bộ chính trị, bất chấp lệnh của tình báo qua Nam trong bộ chính trị, đi đến để mà viếng tang cái đám tang của ba của thằng Đinh La Thăng. Các bạn biết rồi đó. Có thể là thế giới nó sẽ vấn đề là thay đổi nhiều lắm các bạn. Bởi vì thằng Bắc Hàn, thằng Tàu Cộng thì nó muốn giả bộ dụ Mỹ đi vào để đánh với Bắc Hàn, để mà bỏ rơi Biển Đông. Cho nên nó với thằng Nga đang hợp tác muốn Mỹ xa lầy vào, nhưng mà Mỹ nó không có dạy đâu. Mỹ nó giao cho Ấn Độ, giao cho Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ xóa sổ thằng Bắc Triều Tiên nếu mà tấn công hạt nhân vào nước Mỹ. Thách cha của thằng Bắc Hàn, North Korea, mày dám đụng một phát đi vào nước Mỹ. Chỉ cần mày bắn bay qua vùng biển, chưa đụng tới đảo Worm, thì mày biết cái nước chó đẻ North Korea của mày như thế nào? Sẽ bình địa không? Thằng Campuchia thì hầu như là bây giờ nó đã ngã theo Tàu 100%. Cho nên nó sẽ đánh Việt Nam ở bẹ sườn Tây Nam. Toàn dân ở đồng bằng sông Cửu Long, từ Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và ở tại thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, hãy chuẩn bị tinh thần. Những điệp viên tình báo của Hoàng gia Campuchia đã âm thầm qua Việt Nam, coi chừng bổn cũ sẽ lặp lại giống như những trận biệt động Sài Gòn. Lisa nhận được những cái tin mật báo là dù khí đang đào hầm và canh giữ dọc biên giới Việt Nam. Nó tràn qua Việt Nam thì nó biết con đường nào nó tràn qua. Nhưng mà bộ đội Việt Nam
khi nó tràn vô để nó phá hoại, nó đất những cái tỉnh ở Việt Nam rồi, mà Việt Nam bắt đầu muốn trả thù để tràn qua thì coi chừng chết như rạ. Bởi vì những cái mìn và những cái ổ vũ khí Tàu Cộng đã cho âm thầm cho thằng Campuchia đã làm dày đặc ở cái đường biên giới, giống y như ở tại biên giới phía Bắc. Chỉ cần nó qua Việt Nam thì nó biết con đường nào để mà nó đem qua nó quánh, và nó rút về bằng con đường đó. Còn Việt Nam thì không biết, cứ ào ào nhào lên để mà đi băng qua, để mà trả thù, để mà quánh nó thì coi chừng chết banh ta lòng. Tao thấy tội nghiệp, tao xì ra cho những thằng chó đẻ trong quân đội tôi bay biết. Để mà âm thầm tràn qua đi đó, tràn xe tăng qua giống như năm 1978 vô thành phố Nông Binh đi. Thì tôi bay chết, chết mẹ tôi bay chứng này, đồ ngốc. Chị Lisa ơi, good morning chị. Hôm nay em cung cấp cho chị những tin tình báo tuyệt mật về kinh tế. Kinh tế đã thật sự đang nóng lên ở tại Việt Nam. Kiều hối năm 2017 đã giảm một cách thê thảm, cho nên Bộ Chính trị đã ra quyết định không cho Đảng Đĩ Cộng sản lên tiếng để mà công bố. Bởi vì nếu công bố không lên như mỗi năm là lượng kiều hối gửi về 13 tỷ, 14 tỷ thì sẽ bị phe đối đầu với Trọng Lúa sẽ bắt đầu là chất vấn 14 tỷ đô la của kiều hối gửi về đi về đâu. Bởi vậy mà cho nên Bộ Chính trị há miệng mắt quay mà không dám công bố lượng kiều hối. Các bạn phải nên nhớ như vậy. Mỗi năm thì vào tháng 1 đầu năm sẽ có thống kê lượng kiều hối của năm trước. Mặc dù kê cái số khống lên là 15 tỷ hoặc là 20 tỷ đô la. Thực ra lượng kiều hối giảm chỉ gửi về 3 tỷ, cũng giả bộ la làng lên là 9 tỷ, là 10 tỷ để chọc quê những người Việt chống cộng ở hải ngoại, và lại là vấn đề là ca ngợi để mị dân Việt Nam là những người ở nước ngoài là yêu đảng, là chấp nhận tôn thờ đảng, đi theo đảng. Nhưng mà trời mắt dung nhân đảng bị mắt quay, người dân thông minh nói rằng lượng kiều hối gửi về 13 tỷ, 15 tỷ chứng tỏ là yêu nước Việt Nam. Vậy thì lượng kiều hối này đi đâu? Lọt vào tay của Tàu Cộng hay là đi đâu? Thì lại gây hoang mang cho Bộ Chính trị. Cho nên Bộ Chính trị không la làng lên được là lượng kiều hối gửi về như mỗi năm là 12 tỷ, 15 tỷ. Mà năm nay nín như là nín địch. Năm nay tới tháng 2 mà vẫn không có nói gì tới thống kê số tiền kiều hối năm 2017 gửi về Việt Nam là bao nhiêu tiền. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ngân khố của quốc gia đã bị tiêu tùng, nợ công đã ngập, chuẩn bị đến bến bờ phá sản, mà nếu công bố là Việt kiều gửi về 15 tỷ hoặc là kê khống lên 30 tỷ thì 30 tỷ này ở đâu? Sao không đem ra trả nợ? Cho nên gài tình báo qua Nam, gài thằng Trọng Lũ vào thế bi hiệp. Cho nên Bộ Chính trị không thể công bố láo xược được, mà bây giờ phải án binh bất động là phải im ru bà rù, không dám lên báo. Bởi vì năm ngoái nói lượng kiều hối tăng lên mỗi năm 15 tỷ thì chẳng lẽ năm nay khai kiều hối gửi về chỉ có 2 tỷ. Nếu kiều hối gửi về 2 tỷ thì lại chứng tỏ vỡ mặt với toàn dân Việt Nam là người Việt ở hải ngoại đã nghe lời của Lisa và không gửi kiều hối về. Thì sẽ bị mất mặt, lung lai chế độ, cho nên buộc lòng phải án binh bất động mà ngậm bù hòn, không dám lên tiếng. Nguyên nhân là kiều hối năm 2017 theo thống kê chỉ có 5 tỷ đô la gửi về, tức là bằng phân nửa của năm 2016. Cho nên Bộ Chính trị đã quyết định không dám cho công bố, vì Đảng Đĩ Việt Cộng sợ nếu công bố ra thì quốc tế biết Đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng sẽ không còn đủ khả năng trả tiền vay ngoại tệ.
cạn kiệt ngoại tệ dự trữ thì sẽ rút vốn khỏi Việt Nam, làm cho đồng tiền của thằng già hồ mất giá và siêu lạm phát, ổn định tình hình bắt đầu loạn cào cào lên, ảnh hưởng tới địa vị cai trị của đảng Đĩ Cộng sản. Cho nên nó rất là run sợ, mà bây giờ đã bước qua chuẩn bị tới Tết âm lịch mà cũng chưa công bố lượng kiều hối gửi về như thế nào. Sao chương trình của Lisa có thể nó thổi mẹ lên là kiều hối gửi về 20 tỷ đô la? Vậy thì 20 tỷ đô la lượng kiều hối gửi về, biết rằng là nó giả bộ, nó đưa lên con số khống, thì tất cả những ngân hàng World Bank phải đè đầu ra để đòi tiền cho Lisa. Toàn dân Việt Nam, những người cựu chiến binh, những người nào mà được truy tặng bằng khen biệt động Sài Gòn, xài gì đó, thì cứ việc yêu cầu nó phải đãi ngộ chính sách, phải trả tiền. Bởi vì kiều hối gửi về quá nhiều, ăn giọng ở đâu. Cho nên hiện tại thì thống kê kiều hối là một tuyệt mật, là một bí mật của quốc gia mà Bộ Chính trị mới họp và thông qua. Tất cả những đảng bộ và những người mà trong Bộ Chính trị đã cho rằng không công bố lượng kiều hối, đây là một chỉ thị tuyệt mật của Bộ Chính trị, chờ đợi họp tuần sau mới có thể công bố về lượng kiều hối, coi gửi về bao nhiêu và phải vấn đề là âm thầm làm như thế nào để mà lừa bịp toàn dân Việt Nam. Cái sự kiện này chỉ có Bộ Chính trị biết mà thôi, không công bố ra bên ngoài. Nhưng mà thị trường đã biết rõ tin này, bởi vì ngân hàng quốc tế và lượng kiều hối quốc tế về trên hệ thống người ta đã ước tính được trước hết. Vì Ba Dũng cố tình đã làm lộ ra thông tin nên tất cả những nhà đầu tư ở nước ngoài sẽ rung rinh và rút hết sạch sẽ vốn, chuyển qua vàng và ngoại tệ chứ không còn tin tưởng vào đồng hồ tệ nữa. Ba Dũng đã cho đàn em gửi hồ sơ mật theo kiểu nặc danh cho ba tổ chức đánh giá tín dụng nước ngoài và các công ty lớn, ngân hàng lớn của nước ngoài, để cho ai cũng biết tình hình kiều hối đã bi đát trong năm 2017 ra làm sao. Đặc biệt Bộ Chính trị đang run sợ những thế lực thù địch, sợ địch vào mặt của Trung ương Đảng, địch vào mặt của Bộ Chính trị, kêu gọi toàn bộ Việt kiều không về làm ăn, không gửi tiền về. Cho nên Bộ Chính trị đang đứng ngồi không yên, không biết phải giải quyết như thế nào. Có nên công bố lượng kiều hối dạp hay là không công bố, hay là cũng công bố mà công bố láo, tức là cho là lượng kiều hối sẽ tăng lên tới 20 tỷ trong vòng tài khoá của năm 2017. Trước mắt thì các tập đoàn ngân hàng của Anh Quốc, của Pháp Quốc, của Đức Quốc, của Úc Quốc đã âm thầm rút khỏi Việt Nam trước Tết âm lịch. Tập đoàn Intel của Mỹ cũng bắt đầu lên kế hoạch xè sớm rút khỏi Việt Nam. Người dân phải thật sự giữ vàng và đồng tiền đô la, không nên giữ tiền già hồ trong thời buổi này sẽ bị mất giá thê thảm. Vàng và ngoại tệ sẽ khan hiếm trong dịp Tết này. Cho nên sau khi tất cả những ngân hàng mà nước ngoài rút khỏi đi rồi, thì các bạn chuẩn bị tinh thần. Chết mẹ tôi bay chưa, tôi bay còn tri nã không, tao nã vô đầu điểm mẹ tôi bay, cái bộ chặt trị tao ỉa vô trong miệng của tôi bay, tao trù ẻo tao ỉa trên đầu của cái lũ khốn nạn tôi bay biệt động gì, tôi bay biệt động lờ chứ biệt động. Mấy thằng chó biệt động, thằng mẹ nó ra năm lai, Trần Văn Lai chắc đầu thai thành chó, thành bò, thành súc vật 8
chục kiếp rồi bỏ tật mất dạy. Thở đời nay người dân vô tội mà mày đi mày đào cái đường hầm đeo 2 tấn vũ khí để mà tàn sát người dân Việt Nam. Cho nên mày bị quả báo nhãn tiền, nó đéo có vinh danh mày là cái lè lò gì cả. Bán 2 căn nhà mà gốt cuộc rồi đòi bỏ tiền ra để đào một cái căn hầm mà trong khi vợ lớn của mày đang nằm trên giường bệnh ối máu ra chết, mày bỏ tật mày chưa? Rồi bây giờ đời cha ăn mặn, đời con khát nước, trong tương lai cả dòng họ của thằng Trần Văn Lai này sẽ đi về đâu? Các bạn sẽ chóng mắt mà xem. Thằng Lâm Lai, thằng Trần Văn Lai này là bây giờ thành chó, thành bò, thành súc vật, đọa dưới địa ngục A Tỳ vì cái tội mà mày đã vấn đề là chứa vũ khí để sát hại, để thảm sát bao nhiêu người dân vô tội. Cái hậu quả mà nền kinh tế bây giờ nó tiêu tùng như vậy là bởi vì đảng đỉ tụi bay quá khốn nạn, quá độc tài, bắt những người con dân Việt Nam yêu nước và ghép cho người ta những cái tội vớ vẩn. Tụi bay ghép tội cho những người tuổi trẻ ở Việt Nam khủng bố vậy. Khủng bố ở quốc tế người ta cho biết rằng, tụi bay hiểu cái luật khủng bố không? Khủng bố là tụi bay phải giấu, giống như là biệt lập Sài Gòn phải giấu gần 2-3 tấn vũ khí để mà giết người hàng loạt vô tội mới gọi là khủng bố. Những người dân ở tại Việt Nam đấu tranh biểu tình thì làm gì mà khủng bố? Người ta cầm cái cờ vàng là tự do của người ta thì làm gì khủng bố? Hoặc là người ta, tụi bay cướp xe của người ta, tụi bay giam rồi tụi bay bán rồi tụi bay không trả cho người dân, người ta đốt xe hoặc là người ta đốt những cái hạng xưởng của thằng Tàu thì làm gì khủng bố? Có chết mạng nào đâu khủng bố. Đây là những sự phản ứng của toàn dân. Tụi bay tới cướp nhà người ta thì người ta để vấn đề là kêu bằng là liệm bơm xăng cho nó cháy hoặc là phá mẹ nó luôn, đốt nhà của người ta thì làm gì gọi là khủng bố? Cho nên cái lũ mà con mên thằng thổ, đồ nhổ lông lờ, đồ thứ toàn là cái lũ mà của cái lũ cộng sản tụi bay, cái lũ thổ tả cộng sản tụi bay mới chính là cái lũ khủng bố. Thằng chó đẻ Hồ Chí Minh mới là thằng khủng bố. Cả bộ chính trị tụi bay mới là một cái lũ khủng bố. Chứ ai khủng bố đây? Coi cái vụ án tụi bay qua, tụi bay bắt Trịnh Xuân Thanh về, rồi tụi bay ngang ngửa, tụi bay nói nó đi về Việt Nam nó đầu thú. Là ở thế giới người ta đã biết cái bộ mặt của đảng thổ tả, đảng khốn nạn tụi bay như thế nào rồi. Một cái đảng bờ, đảng bụi, đảng trụi lông tơ, đảng không hồ sơ, đảng không lý lịch, đảng địch ra tro, đảng ho ra máu, đảng lờ, đảng khốn nạn, đảng đế, đảng xúc vật, đảng con mên, đảng thần thổ, đảng trong rừng, đảng ăn cơm miệng dùa, đảng uống nước đường mương, đảng ở trong hang bắt bó, đảng ở trong rừng, đảng ở dưới hầm, đảng thổ tả, đảng khốn nạn, đảng đế, đảng cướp, đảng quế, đảng quế. Đáng gì? Gác là tụi mình, tụi mình, tụi mình, tụi mình mà đã khốn nè. Sau khi thua đao vụ Kiều Hối thì đảng đỉ Việt Cộng hăm he tăng giá xăng vào chiều ngày 3 tháng 2 để gỡ bài cào. Tức là thua me sẽ gỡ bài cào. Đảng đỉ Việt Cộng tuyên bố là giá xăng dầu quốc tế đang tăng cho nên phải cho tăng giá trong nước để cho bằng với thế giới, tránh tình trạng buôn lậu xăng dầu ra nước ngoài. Cho nên đảng đỉ Cộng sản, bộ chính trị dự tính sẽ cho tăng thiệt mạnh giá xăng lần này để lấy tiền đó chi tiêu và đi mua ngoại tệ về để mà trả nợ cho thằng Tàu, nhằm bù cho số tiền Kiều Hối bị thất thoát trên 5 tỷ đô la. Và tới Tết thì sẽ tăng giá xăng thêm một lần nữa để vơ vét tiếp nhằm tăng dự trữ ngoại tệ. Nếu đảng đỉ Việt Cộng cho tăng giá xăng thì đây sẽ là lần tăng giá thứ tư và thứ năm trong năm 2018. Tức là vừa bước qua năm 2018 bây giờ đã 5 lần tăng giá xăng. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Nhục chưa? Những thằng già mà trong biệt động Sài Gòn, rồi những thằng khốn nạn mà đi theo đảng cựu chiến binh, tụi bay mở to con mắt tụi bay ra đi. Tụi bay bảo vệ đất nước, tụi bay giải phóng cái lò mẹ tụi bay hay sao mà rốt cuộc bây giờ cả nước tuổi trẻ đi ra để mà đi làm đĩ cho toàn thế giới. Tụi bay giải phóng cái đéo mẹ tụi bay hay gì mà bây giờ những cái cơ quan Mỹ ào ạt vào Việt Nam để làm ăn, tụi bay không thấy cái đó là cái nhục sao? Phòng thương mại Việt Mỹ nâng xăm phan ăn mừng.
Bởi vì làm ăn càng ngày càng lời ra, còn đáng để tụi bay càng ngày càng thất bại ê chề. Vậy mà tụi bay cũng ăn mừng được những cái vụ xàm xí đố là nào là đánh Mỹ nữa sao? Không biết nhục sao? Không biết nhục sao? Tất cả những người nào mà ăn cứt gà đi theo đảng đỉ khốn nạn không biết nhục. Những người nào có con đã hy sinh để mà với cái gọi là chống Mỹ cứu nước bây giờ không thấy nhục sao? Bây giờ kể cả con của những thằng đầu bò ở ngoài bộ chính trị cũng là đưa con đi qua hải ngoại, đi qua Mỹ này, qua đế quốc Mỹ này để mà mua nhà để hàng năm phải đóng thuế cho Mỹ ở bên đây. Một căn biệt thự mà ở tại California ở vùng biển một năm phải đóng 7%, tức là một căn biệt thự 1 triệu là phải đóng 7.000 đô. Chưa tính tiền insurance 7.000 đô là 14.000 đô. Ở đâu nó có 14.000 đô một năm? Tiền của người dân, móc tiền của người dân ra. Chỉ trong tháng 2 mà đảng đỉ Việt Cộng đã tăng giá xăng tới 5 lần. Đây là âm mưu lợi dụng dịp Tết để mà tăng giá ào ạt nhằm hút máu liên tục cho sạch sẽ của người dân Việt Nam. Vì đảng đỉ Việt Cộng biết là tới Tết thì bắt buộc toàn dân phải dùng nhiều xăng dầu hơn. Nên dù xăng lên giá bao nhiêu thì người dân cũng phải cúi đầu để mà mua xăng, chứ không có cách nào tránh được. Lúc này người dân phải hạn chế sử dụng xăng dầu, không nên du lịch ăn chơi, mua sắm dịp Tết. Tết nay toàn dân phải ở nhà hết để đảng để Việt Cộng không được. Mà vấn đề là rớt tiền. Chưa hết bàng hoàng sau vụ kiều hối 2017 giảm kỷ lục, thì Việt Cộng nhận thêm một tin cực kỳ xấu nữa là đợt phát hành cổ phiếu của tập đoàn cao su của đảng đỉ Việt Cộng khủng bố đã thất bại vô cùng thảm hại. Chỉ có 20% số cổ phiếu là có người mua, còn lại 80% cổ phiếu đã bị ế thiêu, không ai thèm dòm ngó mua tới. Nên phe cao su đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề, ước tính sẽ bị lỗ tiếp tục 5 triệu đô la Mỹ. Trong số 20% cổ phiếu được mua thì toàn lại bắt buộc những quan chức của cộng sản đảng viên tham nhũng mua, còn người nhà trong tập đoàn cao su tự bỏ tiền ra mua, chứ không có một nhà đầu tư nào ở nước ngoài mua cổ phiếu của tập đoàn cao su Việt Nam. Nguyên nhân là trong tập đoàn cao su toàn là nợ đầm đìa và thua lỗ liên tục, nên không nhà đầu tư nào dám mua cổ phiếu. Cộng thêm giá xăng dầu đang tăng trở lại, làm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm lốp xe cao su sẽ giảm thê thảm, nên nhà đầu tư không mua cổ phiếu của cao su. Tình hình tài chính của tập đoàn cao su của đảng đỉ cộng sản vô cùng bi đát, sắp phá sản tới nơi. Giá cổ phiếu của tập đoàn cao su đang giảm mạnh, giờ chỉ còn có 12.000 đồng bằng giá bó rau muống để mua về luộc ăn mà thôi. Who is it? Who? Đợi Lisa chút các bạn. Ok, xin lỗi các bạn nha, Lisa trở lại. Giữa lúc kinh tế đang nguy ngập thì Tàu Cộng còn ào ạt đưa hàng Tàu Cộng dán mác Việt Nam vào Việt Nam tiêu thụ để đánh sập kinh tế của đảng đỉ Việt Cộng. Đây toàn là hàng Tàu Cộng nhưng mà gán mác Việt Nam để đánh lừa người dân, rồi được chở từ bên Tàu Cộng qua Việt Nam để tiêu thụ. Tất cả các mặt hàng từ ăn uống, từ mứt tết, áo quần, vật liệu đều là hàng của Tàu Cộng, nên Tàu Cộng đang thao túng toàn bộ thị trường Việt Nam và đầu độc toàn dân Việt Nam. Hàng Việt Nam bị chèn ép không bán ra được, nên nhiều công ty Việt Nam đang đi đến bến bờ phá sản, làm vô số lao động thất nghiệp. Mới nhất thì Tàu Cộng đã chở qua 25 xe container hàng Tàu Cộng gán mác in Việt Nam, đồng thời đưa 2 lô tấn mứt mãng cầu Tàu Cộng gán mác Việt Nam để tiêu thụ. Hàng Tết kỳ này toàn là hàng của Tàu Cộng nên người dân đừng mua, đừng sắm gì cả. Đặc biệt là các loại mứt Tết, bánh kẹo, quần áo,
toàn là đồ độc, đồ bẩn. Lộ ra vụ đài truyền hình Vĩnh Long Việt Cộng ăn chặn hết 1,5 triệu rưỡi đô la Mỹ tiền từ thiện của hải ngoại. Cụ thể là giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long Việt Cộng Lê Quang Nguyên và vợ con đã bày trò ra tấm lòng nhân ái để dụ hải ngoại gửi tiền về làm từ thiện, rồi sau đó gia đình thằng giám đốc ăn chặn hết đóng tiền từ thiện trị giá 1,5 triệu đô la. Không có một xem nào tới tay của những người nghèo tàn tật. Hậu quả là khi phát hiện ra thì số tiền 1,5 triệu của những người hải ngoại đã bị tàu tán hết ngược qua nước ngoài cho con của ông giám đốc đài truyền hình trả nợ, mua nhà và thuế. Còn người dân thì càng nghèo hơn trước. Nhưng thằng Việt Cầm Lê Quang Nguyên là đảng viên nên không bị gì cả mà vẫn tiếp tục làm giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long. Người hải ngoại phải nên tỉnh táo, ngưng gửi tiền từ thiện, vì tiền này sẽ bị ăn chặn hết, không tới tay người nghèo mà còn nuôi mập cho đảng đĩ cộng sản. Đây là báo chí đã đăng lên thằng giám đốc của vấn đề là đài truyền hình đã ăn chặn 1,5 triệu đô la Mỹ. Đấy, bạn thấy rõ ràng như vậy đó. Nó phá quá phải không các bạn? Sau khi ăn chặn tiền từ thiện và tiền xăng, Việt Cộng có đủ tiền để xây khu nghĩa trang dành cho cán bộ cao cấp trị giá 1.400 tỷ đồng, tương đương 65 triệu đô la Mỹ. Các bạn thấy khốn nạn hay không? Đây là những cái mô hình y như là hoàng cung mà chuẩn bị xây cái lăng tẩm nghĩa địa cho những thằng khốn nạn lãnh đạo đảng. Nó phá đó các bạn. Các bạn nên nhớ kỹ rằng đó là cái lượng người xem Lisa càng ngày rất là đông. Cho nên nó cố tình nó làm để cho người dân tưởng đâu là chương trình Lisa không có ai vào xem. Cho nên nó gia bộ nó làm cho con số giật xuống cho các bạn đừng có thấy. Nhưng mà thiệt ra thí dụ như là con số hiện giờ 500 người vào xem thì chắc chắn phải có từ 5.000 người vào xem. Còn thí dụ 2.000 người xem là phải là 200.000 người để mà xem Lisa. Bởi vì người ta coi chương trình của Lisa rất là đông. Càng ngày từ Bắc chí Nam coi càng đông. Cho nên cái lũ AK-47 mà an ninh mạng của nó, hacker của nó rất là run sợ Lisa. Cho nên Lisa thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tin tức về kinh tế, chính trị, thời sự, xã hội của đảng đĩ vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.